Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Ông Biden sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Nga thông báo số quân dự bị huy động được sau 2 tuần thực hiện sắc lệnh quân ông Putin. Liên minh châu Âu thống nhất việc áp giá trần dầu Nga. Mỹ hỗ trợ thêm Ukraine 625 triệu USD Nga lộ tổn thất ở Ukraine trong bản đồ mới công bố Nga đang gặp khó khăn, lực lượng Ukraine tiến rất nhanh ở sinh Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết Ông Biden sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ Quý khán giả của Lido Sài Gòn thân mến, Tổng bạch óc xác nhận Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024, nghĩa là khi ông ngoài 80 tuổi trong cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 10, khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có thực sự nói với nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024 hay không, thư ký báo chí tờ bệnh ốc Karin Trinpere xác nhận. Tổng thống đã tự mình nói điều này, ông ấy dự định tranh cử vào năm 2024. Bà Trinpere giải thích thêm, tôi sẽ chỉ nhắc lại những gì Tổng thống đã nói nhiều lần, những gì tôi đã nói nhiều lần, đó là Tổng thống quy định tranh cử ông Biden được cho là đã tiết lộ ý định chạy đua vào tòa bạch ốc một lần nữa trong cuộc gặp hồi tháng 9 với nhà hoạt động Al Sharpton. Ông nói, tôi sẽ làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ tham gia. Tuy nhiên, tháng trước, ông cũng chia sẻ với CBS rằng ông có ý định tranh cử, nhưng đó không phải là quyết định chắc chắn. Ông Joe Biden, 79 tuổi, là tổng thống đương nhiệm nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, Ý định tái chạy đua vào tòa bạch ốc năm 2024 đồng nghĩa với việc ông Biden muốn tái tranh cử ở tuổi 82. Chuyển sang một bản tin khác. Nga thông báo số quân dự bị huy động được sau 2 tuần thực hiện sắc lệnh của ông Putin. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo hơn 200.000 lính dự bị Nga đã nhận lệnh nhập ngũ kể từ khi ông Putin ban hành sắc lệnh động viên một phần Hãng thông tấn TASS của Nga hôm ngày 4 tháng 10 dẫn lời ông Sergei Shoigu rằng, thực hiện theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin, lệnh huy động một phần lính dự bị đã được thực hiện trên toàn quốc kể từ ngày 21 tháng 9. Tính đến hôm nay, hơn 200.000 công dân đã nhập ngũ. Ông Shoigu nói thêm, việc huấn luyện cho các đơn vị lính dự bị đã được thành lập ở 80 cơ sở và 6 trung tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, lính dự bị Nga chỉ được điều tới Ukraine tham chiến sau khi trải qua huấn luyện kỹ lưỡng về khả năng sử dụng vũ khí và chiến thuật. Ông Sergei cũng kêu gọi các trung tâm tuyển quân của Nga không từ chối tiếp nhận lính tình nguyện nếu không có lý do chính đáng. Hôm ngày 21 tháng 9, ông Sergei cho biết khoảng 300.000 quân dự bị của Nga sẽ được huy động để tham chiến ở Ukraine. Trong bài phát biểu hôm ngày 4 tháng 10, ông Sergei Shoigu cũng thông báo về kế hoạch nhập ngũ hàng năm của Nga. Ngoài ra, ông Sergei Shoigu cho hay hiện tại là đợt nhập ngũ vào mùa thu. Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, việc gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bắt đầu vào tháng 11. Việc giải ngũ sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12. Hơn 2.700 ủy ban nhập ngũ sẽ bắt đầu công việc. 120.000 công dân sẽ được gọi nhập ngũ, ít hơn 7.500 người so với năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh công dân nhập ngũ năm 2022 sẽ được gửi đến các đơn vị không tham gia cuộc xâm lược ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm ngày 4 tháng 10 tuyên bố quân đội nước này đã phóng tên lửa trúng một kho đạn lớn ở Zaporizhia gây tổn thất nặng cho Ukraine. Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cuộc tấn công tên lửa ở Zaporizhia đã đánh trúng một kho đạn của lữ đoàn số 65 của Ukraine cũng như một xưởng sửa chữa máy bay. Kết quả là hơn 15 tấn đạn dược của đối phương bị phá hủy, bao gồm cả đạn cho hệ thống HIMARS hay trực thăng Mi-24 của Ukraine cũng bị triệt hạ. Chuyển sang một bản tin khác. Liên minh châu Âu thống nhất việc áp giá trần dầu Nga Thưa quý vị, đại sứ các nước Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc áp trần giá dầu Nga và dự kiến sẽ thông qua văn bản cuối cùng vào ngày 5 tháng 10 ngày 4 tháng 10, đại sứ các nước Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc áp giá trần dầu Nga và dự kiến sẽ thông qua văn bản cuối cùng vào ngày 5 tháng 10, theo tờ Politico. Đây là một phần trong gói trừng phạt thứ 8 mà Liên minh châu Âu áp đặt lên Moscow. Ba nước Cộng hòa Cyprus, Hy Lạp và Malta bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng đối với ngành vận tải biển của họ nếu áp trần giá dầu Moscow xong được cho là đã cam kết sẽ nhượng bộ. Theo đề xuất, các tàu của Liên minh châu Âu sẽ từ chối chở dầu của Nga nếu nó được định giá cao hơn ở mức giới hạn. Theo Politico, khói vẫn chưa xác định mức giá trần. Liên minh đã trừng phạt tất cả các tàu vận chuyển của Nga. Theo đài RT, Hungary cho biết mức giá trần sẽ không áp dụng đối với dầu được vận chuyển qua đường ống. Moscow đã tuyên bố sẽ không tuân thủ kế hoạch áp giá trần. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo rằng Moscow sẽ từ chối bán nhiên liệu cho các quốc gia tìm cách thực thi hoặc tuân theo quy định này. Chuyển sang một bản tin khác. Mỹ hỗ trợ thêm Ukraine 625 triệu USD Thưa quý vị, Tổng thống Biden thông báo Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm gói hỗ trợ an ninh 625 triệu USD, trong đó có pháo HIMARS. Trong cuộc điện đàm vào ngày 4 tháng 10 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Washington cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine để nước này có thể tự bảo vệ nước mình trước Nga trong thời gian cần thiết, theo tuyên bố của tù bạch ốc. Với hỗ trợ 625 triệu USD, bao gồm các vũ khí, thiết bị bổ sung như 4 hệ thống pháo HIMARS và các tên lửa đi kèm, 32 lượng pháo, holoquiser, đạn và xe bọc thép, Mỹ tới nay đã cam kết cung cấp cho Ukraine 20 hệ thống HIMARS. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington sẽ không bao giờ công nhận bốn tỉnh Ukraine mà Nga mới tuyên bố sáp nhập, gồm Donetsk, Lugansk ở miền đông và Kherson, Zaporizhia ở miền nam. Tổng thống Zelensky cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã tiếp tục hỗ trợ quốc phòng và tài chính cho Ukraine. Ông Zelensky nói: "Tôi biết ơn Tổng thống và toàn thể nhân dân Mỹ vì đã tiếp tục hỗ trợ quốc phòng và tài chính cho Ukraine." Tôi rất vui khi nghe Tổng thống Biden nói rằng những người lính và nhân dân chúng tôi đã truyền cảm hứng cho thế giới. Hai bên cũng thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung và tình hình chiến sự, theo tuyên bố trên trang Facebook của ông Zelensky. 625 triệu USD là gói viện trợ đầu tiên của Mỹ kể từ khi Nga tuyên bố sắp nhập 4 tỉnh Ukraine và là gói thứ hai sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống từ khi Ukraine đạt được bước tiến lớn trên chiến trường vào giữa tháng 9. Tuần trước, Mỹ công bố có hỗ trợ vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD cho Ukraine. Chính quyền của Biden đã hỗ trợ hơn 16,8 tỷ USD cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược ở nước láng giềng hôm ngày 24 tháng 2. Chuyển sang một bản tin khác. Nga lộ tổn thức ở Ukraine trong bản đồ mới công bố. Thưa quý vị, bản đồ mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, lực lượng nước này chịu tổn thất nghiêm trọng về lãnh thổ ở Kherson, miền nam Ukraine. Các bản đồ được Bộ Quốc phòng Nga đưa vào cuộc họp giao ban hàng ngày hôm ngày 4 tháng 10 cho thấy, lực lượng Nga không còn kiểm soát làng Nutrini trên bờ tây sông Dnipro. Tại tỉnh Đông Bắc Kharkov, lực lượng Nga đã rời các vị trí ở bờ tây sông Oskil. Họ dường như đã rút lui khoảng 20 km về phía đông xa tới địa giới tỉnh Lugansk sau cuộc phấn công tháng này của quân đội Ukraine. Bản đồ này cho thấy những tổn thất đáng kể của lực lượng Nga so với bản đồ được sử dụng trong hợp giao ban trước đó một ngày. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát biểu khi bản đồ được hiển thị trên màn hình, không đề cập tổn thất, nói rằng quân đội Nga đã phá hủy thiết giáp Ukraine và tiêu diệt lực lượng Kiev ở một số thị trấn hiện được hiểu là thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Theo CNN, bình luận này của ông Konashenkov được cho là ngầm thừa nhận bước tiến của Ukraine. Quân đội Ukraine hôm ngày 4 tháng 10 tuyên bố lực lượng Nga ở Kherson đang mất tinh thần và đang phá hủy các cây cầu kho đạn trên đường rút lui. Tất cả những hành động này nhằm làm chậm cuộc tiến công của quân đội chúng tôi, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay. Thứ trưởng nội vụ Ukraine Jephan Enin nói rằng lực lượng Ukraine đã tái chiếm 50 thị trấn và làng mạc ở Kherson, nhưng không rõ thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng khẳng định lực lượng nước này giành lại hàng chục ngôi làng từ Nga trong tuần này. Quân đội Ukraine dần giành lại lãnh thổ ở Kherson trong vài tuần qua, nhưng cuộc tiến công tăng tốc những ngày gần đây. Với dân số 1 triệu người trước chiến sự, Kherson là khu vực nông nghiệp trọng điểm và là cửa ngõ dẫn vào bán đảo Crimea. Thành phố chính của tỉnh cũng được đặt tên là Kherson, là một trong những đô thị đầu tiên rơi vào tay lực lượng Nga sau khi Moskva mở cuộc xâm lược hồi cuối tháng 2. Điện Kremlin tuần trước sắp nhập tỉnh này cùng các tỉnh Donetsk, Lugansk và Zaporizhia, dù quân đội Nga không hoàn toàn kiểm soát. Celeste Colander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế, hôm ngày 3 tháng 10 nhận định, Ukraine đang trên đà đẩy lùi lực lượng Nga phía bờ Tây sông Dnipro, bà Colander nói. Đó sẽ là thất bại lớn đối với Nga vì điều này sẽ càng ngán đường Nga kiểm soát Odessa, một trong các mục tiêu họ đề ra hồi đầu năm đồng thời kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế tiếp tục tài trợ cho Ukraine. Trong khi đó, giao tranh tiếp diễn ác liệt tại vùng Donbass, miền Đông, Ukraine điều thêm lực lượng tới củng cố Liman, đầu mối giao thông đường sắt mà họ tái kiểm soát từ tuần trước và huy động thêm binh sĩ tiến vào vùng Donbass. Chuyển sang một bản tin khác. Nga đang gặp khó khăn, lực lượng Ukraine tiến rất nhanh ở Kherson. Thưa quý vị, một cuộc tiến công của Ukraine dọc theo sông Dnipro có thể khiến hàng nghìn quân nga bị bao vây ở phía nam. Các lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến về phía nam và được cho là đã có những đột phá cho khu vực Kherson và giành quyền kiểm soát một số khu định cư. Kiev không đưa ra nhiều chi tiết về cuộc tấn công ở miền nam đất nước, nhưng các blogger quân sự nga đã mô tả một cuộc tiến công của xe tăng Ukraine qua hàng chục km lãnh thổ dọc theo bờ sông Dnipro. Anton Tereschenko, một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, đã đăng những gì ông nói là video quay cảnh một người lính Ukraine vẫy cờ ở Zolota Boka, một thị trấn ven sông cách rất xa tiền tuyến cũ. Dropley, một thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, trích dẫn các blogger Nga cho biết lực lượng của Nga đã phải lùi xa đến tận Dutani, 40 km, khoảng 25 dặm so với nơi họ đã chống lại quân đội Ukraine một ngày trước đó một ngày quân Ukraine tiến được đến 40 km cho thấy quân Nga mất tinh thần đến mức nào. Ông Lee viết trên Twitter, khi nhiều kênh của Nga phát ra âm thanh báo động, điều đó thường có nghĩa là họ đang gặp rắc rối. Một cuộc tiến công của Ukraine dọc theo sông Dnipro có thể khiến hàng nghìn quân Nga bị mắc kẹt ở phía xa, bị cắt đứt mọi nguồn kiếp tế, con sông rất rộng và Ukraine đã phá hủy các giao lộ chính. Tin tức này được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng quân đội Ukraine đã giành lại hai khu định cư Ankarske và Midolibivka trong vùng khơi chỉ vài ngày sau khi Nga tuyên bố chủ quyền lãnh thổ sau cái gọi là trưng cầu dân ý. Tuần này, phần lớn nhất của các báo cáo là danh sách các khu định cư được giải phóng khỏi kẻ thù như một phần của hoạt động phòng thủ của chúng ta. Câu chuyện về việc giải phóng Liman ở vùng Donetsk giờ đây đã trở nên phổ biến nhất trên các phương tiện truyền thông. Nhưng thành công của những người lính của chúng ta không chỉ giới hạn ở Liman, ông Zelensky nói. Một quan chức do Nga cài đặt ở vùng Kherson, Kirill Stremoshov, đã thừa nhận trong một tuyên bố video hôm nay rằng lực lượng Ukraine đã đột phá sâu hơn một chút. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát và hệ thống phòng thủ của Nga đang hoạt động trong khu vực. Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Little Sài Gòn.